Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa làn sóng của IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa do sứ ngôn viên Phạm Hùng Cương và Hà Anh thực hiện. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo của phần 2 đã cho biết, mực nước tại kênh đào Crimea đã giảm sau thảm họa đập Kakhovka. Mực nước ở kênh Bắc của Crimea gần với thị trấn Amian đã thấp hơn đáng kể vào ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 7. Một cư dân đã cho biết và cũng đã nói với Reuters rằng ông đã nhìn thấy điều này trước đây vào năm 2014 khi Ukraine cắt nguồn cung cấp nước đến bán đảo Crimea từ khu vực Kherson để đáp trả sau khi Nga đã sáp nhập bán đảo này. Vẫn còn nước ở mọi nơi trong những con kênh nhỏ này và chúng tôi có đủ nước cho đến cuối mùa. Người ta đã dùng máy bơm nước ra cho đến tận đáy. Victor cũng cho biết thêm, đủ tốt cho việc tưới tiêu và ông cũng nói rằng những cư dân ở Amian khác như Maria Polonen không yên tâm như vậy và điều này thật là đáng lo ngại. Mực nước trong kênh đang giảm và nó đang giảm 2 mét rồi và đại khái là chúng ta đã mất nước ngầm và theo ý kiến cá nhân của tôi thì nó sẽ hết trong vòng 2 cho đến 3 năm sắp tới. Vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ những cơn mưa bây giờ hoặc chúng ta cần một con đập mới và thiết lập nguồn nước mới, mang nó đi đâu và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang gặp một vấn đề rất nghiêm trọng. Một cư dân khác cũng đã cho biết thêm, với mức giảm có thể là hậu quả của vụ nổ là vỡ đập Kakhovka vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, một thảm họa mà quân đội của Nga và Ukraine đổ lỗi lẫn nhau. Ở phía bắc mới của NATO, cơ hội mới để kiềm chế Moscow. Trên một cây cầu cao ở đường sắt bắc qua một dòng sông sủi bọt ngay bên ngoài vòng Bắc Cực, các công nhân xây dựng Phần Lan đang nỗ lực thực hiện một dự án sẽ làm thông suốt các kết nối ở bờ biển Đại Tây Dương của NATO ở Na Uy đến biên giới mới của Nga. Đoạn đường sắt ngắn này là tuyến đường sắt duy nhất giữa Thụy Điển và Phần Lan. Khi liên minh định hình lại chiến lược của mình để đối phó với chiến dịch của Nga, việc tiếp cận các vùng lãnh thổ mới này và là cơ sở của họ sẽ mở ra những cách để các đồng minh theo dõi và kiềm chế Moscow, đồng thời là cơ hội chưa từng có để đối xử với toàn Tây Bắc Âu như một khối. Gần 20 nhà ngoại giao và các chuyên gia quân sự và an ninh nói với Reuters, Phần Lan phụ thuộc rất nhiều vào việc vận tải hàng hải cho tất cả các nguồn cung cấp của mình. Dữ liệu hải quan cho thấy gần 96% ngoại thương của nước này được vận chuyển qua Baltic. Nếu xảy ra xung đột với Nga ở khu vực biển Baltic, nơi Nga có khả năng quân sự đáng kể tại St. Petersburg và Kaliningrad, thì tuyến đường vận chuyển mà NATO sử dụng cho cuộc tập trận đó sẽ rất dễ bị tổn thương. Trong khi đó, thì Nga đã bắn hạ một tên lửa ở bán đảo Crimea, vùng Kharkov. Các quan chức của Nga cho biết rằng các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai tên lửa vào hôm ngày 9 tháng 7. Một tên lửa đã bay qua bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập và một tên lửa khác đã bay qua khu vực Rostov ở miền nam của nước Nga, cũng giáp với Ukraine. Một tên lửa hành trình đã bị bắn hạ gần với thành phố Kursk trên bán đảo Crimea mà không gây thiệt hại nào, thương vong nào. Thống đốc Syria Arsenov, vốn được Nga bổ nhiệm, đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Ông không nói rõ tên lửa được phóng đi từ đâu. Bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga sáp nhập vào năm 2014, nhưng vẫn được quốc tế công nhận là một phần của Ukraine. Các quan chức của địa phương cũng cho biết rằng giao thông trên cầu Crimea nối bán đảo này với đất liền của Nga đã được khôi phục sau khi rõ ràng bị đình trệ. Không có lý do nào đối với việc dừng giao thông đã được đưa ra. Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, Việt Nam luôn ủng hộ Nga bất chấp mọi khó khăn. Việt Nam luôn ủng hộ Nga cho dù gặp khó khăn gì và có ý định tăng cường hợp tác quân sự với nước này. Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến được dẫn lời nói trong bối cảnh Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế vì cuộc chiến tranh xâm lược vào nước láng giềng là Ukraine. Phát biểu của ông Chiến, một thượng tướng của quân đội Việt Nam đến thăm Nga trong chuyến công du 2 ngày, được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho một bản tin trên website của họ ngày 6 tháng 7 và được các cơ quan truyền thông nhà nước Nga sử dụng làm tiêu đề cho các bản tin của mình, nhưng không được truyền thông Việt Nam tường thuật. Mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Nga đã thu hút nhiều sự chú ý hơn trong thời gian gần đây khi cuộc chiến của Moscow và Ukraine khiến Hà Nội lâm vào thế khó. Việt Nam đã chật vật tìm cách tránh lên án nước từng là đồng minh ý thức
hệ thời chiến tranh lạnh và giờ là một trong số ít những nước mà Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. VinFast lên kế hoạch niêm yết Nasdaq trong quý 3. Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam VinFast có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq, sàn giao dịch lớn thứ hai của Hoa Kỳ, trong quý 3 sau khi sáp nhập với một công ty mua lại, mục đích đặc biệt có gọi tên là SPAC. Bloomberg cũng dẫn một nguồn giấu tên am tường về việc này cho biết vào hôm ngày 7 tháng 7. Theo một đại diện của công ty thì VinFast và BlackSpace Acquisition sẽ thảo luận và quyết định việc niêm yết VinFast trên sàn giao dịch chứng khoán của New York hoặc là Nasdaq và sẽ công bố thêm thông tin về việc niêm yết vào thời điểm thích hợp. Bloomberg dẫn một tuyên bố qua email đã cho biết thêm. Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai tại Hoa Kỳ, chỉ sau sở giao dịch chứng khoán New York. Đây cũng là nơi nhiều công ty công nghệ lớn lựa chọn để giao dịch cổ phiếu. Vào tháng 12 của năm ngoái, thì VinFast cũng cho biết họ đã nộp đơn đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Hoa Kỳ để niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán là VFS để tài trợ cho việc mở rộng nhà máy tại tiểu bang North Carolina. Mùa hè ở thành phố, lễ kỷ niệm của người đồng tính mang đến sự bùng nổ màu sắc cho Cologne. Hàng ngàn người đã nhảy múa khắp thành phố Cologne vào chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 7 để thúc đẩy quyền của người LGBTQ+ trong cuộc diễu hành này trên đường phố Christopher CSD hàng năm. Với 60.000 người đã tham gia đăng ký và hơn 1 triệu khán giả, theo truyền thông Đức, cuộc biểu tình đã thắp sáng toàn bộ trung tâm thành phố bằng 7 sắc cầu vồng. Ngay cả cái nóng ngột ngạt nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ ở Cologne cũng không có thể ngăn lại bữa tiệc bắt đầu. Lee Speaker, một người tham dự, nói với Reuters TV, không sao đâu, uống ngon, uống nhiều, tôi sẽ ổn thôi. Christopher Street Days kỷ niệm cuộc bạo loạn nổ ra ở New York năm 1969 sau khi cảnh sát đột kích vào một quán bar dành cho người đồng tính. Sự kiện được coi là bước ngoặt cho phong trào đòi quyền lợi của người đồng tính. Một số người tham gia lễ kỷ niệm ngày nay tin rằng vẫn còn có rất nhiều phải đấu tranh. Phương châm của ngày đường phố Christopher năm nay là vì nhân quyền, nhiều cùng nhau mạnh mẽ. CSD đã được tổ chức tại Đức từ năm 1979. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp lúc 12 giờ trưa của đài truyền hình IBC TV do sứ ngôn viên Phạm Hồng Cường và Hà Anh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật nhiều an lạc.